sau. Wow. Rồi mở ra coi. Mở ra từng cái coi. Dạ, cái con thỏ nó cũng giống cái này. Gỡ nguyên cái tấm này ra luôn. Để dưới đất rồi mở nó ra. Vô cái cây kia cầm quay cho nó đứng luôn. Rồi mở ra. Có cái để cái thỏ lên ngang cái này mà vô. Đấy đi. Nó cũng giống mấy cái kia mà có cái là phiên bản bự thôi à. Sao? Thank you mama ơi, nhìn cũng thấy thương. Giống hai cái giống như cái chị cái em vậy không? Dạ để con làm cho nó giống nè. Nè. Đây rồi tới chỗ này. Rồi tới cái này. Rồi cái cuối cùng là đây. Ừ. Rồi, không? Dễ thương không? Cưng không? Dễ thương không? Phiên bản nhỏ, phiên bản bự cưng không? Thấy cưng không? Đẹp không? Dạ. Có thích không? Dễ thích, dễ thương quá à mommy. Cảm ơn mommy nhiều nha. Rồi tiếp tục coi còn quà gì nữa không? Dạ. Mommy ơi. Cái này là chanh đính đá hả? À, đâu quay qua coi. Cái là mấy cái bông, hay cho mấy cái bữa chanh đính đá, con này chanh đính bông. Chanh đính bông nhìn dễ thương. Dễ thương không? Wow. Dạ. Rồi rồi. Một cái. Một cái chanh đính bông. Chanh thứ hai Hello Kitty. Cũng đính bông. Chanh đính bông luôn. Đính bông luôn hả? Quay qua coi, đâu bông hay đá? À bông luôn hả? À. Rồi hai wow, cái. Hai cái chanh đính bông. Wow. Rồi tiếp, có còn không? Bút màu. Wow. Bút màu mẹ ơi, dễ thương nhở. Cái này là bút lông hả? Bút lông á. Bút lông. Ừ, bút lông 24 màu luôn á. Dạ. Rồi, thích không? Dạ thích, cảm ơn mấy nhiều nha. Bút lông 24 màu luôn á. Dạ. Rồi, có thích cái bút lông màu đó không? Dạ thích, cảm ơn. Gắn lại cho nó đẹp. Hoa đẹp quá. Cảm ơn mommy nha, đẹp quá. Sao đây coi có đẹp không? 24 màu nữa thấy không? Quay qua đằng trước làm sao? Ở đằng sau. Rồi, ok 24 màu đẹp ha. Dạ. Rồi, tiếp tục đi. Rồi còn gì trống không? Chanh đính bông. Ủa cái này là chanh đính đá. Còn có đính đá. Dễ thương không? Dễ thương. Cái hình này bự hơn hôm bữa đúng không? Dạ, bự 100% luôn. Bự hơn thì làm sẽ lâu hơn đó, thích dạ. Không? Dạ. Chịu không? Dạ. Cái gì đó? Chanh đính đá luôn mấy ơi, dễ thương. Quay dạ. Sao thôi, hình dễ thương không? Dễ thương, dễ thương chú. Quay coi, quay hình sao coi. Rồi, rồi. Chanh đính đá nữa. Chanh đính đá nữa. Dễ thương không? Dễ thương. Rồi mấy hình rồi đó, 5 hình rồi đó, 500 hình rồi đó, 500 hình đá nữa mommy ơi. Hình đẹp không? Đẹp. Đâu, đẹp không thấy cái hình đâu, thấy cái sau lưng không à. Để gần cái hình vô. Vậy chờ xíu. Tranh không cho người ta coi hình, cho người ta coi cái đứt dưới hình không à, kì vậy. Rồi, đẹp dễ thương á. Dễ thương không? Nó cũng giống, tự giống cái này nè. Mà có cái là khác. Tự giống. Hoa đẹp vậy. Con tóc vàng, con tóc hồng sao giống? Là tự một con là đá lông nheo, còn một con không có đá lông nheo. Còn gì nữa không? Bỏ ngăn kia coi. Hết luôn rồi hả? Dạ. Còn gì hả? Nhờ lại đi. Hết rồi. Con dạ. Bên trong, cái hộp bên trong hết luôn rồi hả? Dạ, hộp bên trong rồi, thì quá thôi. Sức quà, quá trời quà rồi. Rồi bây giờ kiểm quà có bao nhiêu cái quà. Cặp dạ. Ba lô to nè. Còn cái ba lô nhỏ nè. Với cái tượng bự với tượng nhỏ. Rồi mấy cái tranh nè, tranh đính đá nè. Chanh đính bông nè. Đính bông đính sao vậy mấy ơi? 6 cái chanh, 4 cái chanh đính đá, 2 cái chanh đính bông. Nó cũng giống vậy luôn á. Rồi đính bông dùng cái 4 cặp xương rồng nhỏ để trưng dễ thương nè. Rồi bút lông nè, 24 màu nè. Rồi con chó đít mềm nè, dễ thương nè. Đít nó mềm nhũng à, thương quá. Mấy ơi, bộ chanh đính bông là mình lấy tay mình đính hả? Đít mềm nhũng à. Chanh đính bông là mình dùng tay mình đính hả mấy ơi? Ừ, giống con là đính đá. Ủa mà cái chỉ khác cái là mình lấy tay. Rồi mấy cái dây điều khiển và dây đeo.